Bởi vì Kỳ Lân là handmade thủ công và hoàn toàn thủ công theo từng đôi bàn chân của quý khách. Và đặc biệt theo đo theo công thái học, đảm bảo với quý khách là nó sẽ vừa với từng bàn chân của quý khách. Mặc dù Kỳ Lân mang chặt, mặc dù bạn nữ mang rộng nhưng và vẫn rất đẹp. Bởi vì kiểu dáng này đẹp và cái chất da này nó rất là đẹp, đặc biệt là màu sắc áo khoác da vân vân, tất cả những cái bằng da cá sấu thuộc của công ty chuyên thuộc da và cá sấu sống sinh sống tại vùng Amazon nhập khẩu này, thì hãy liên hệ với Kỳ Lân. Kỳ Lân sẽ thực hiện tất cả những yêu cầu, những ý tưởng đó thành những sản phẩm hoàn thiện như vậy. Kỳ Lân kính chào tất cả quý khách hàng đến với Kỳ Lân Luxury. Hôm nay Kỳ Lân đang cầm trên tay là một con da cá sấu đã thuộc hoàn chỉnh do công ty chuyên thuộc da lớn, một trong những công ty chuyên thuộc da lớn nhất trên thế giới cho các hãng thời trang lớn. Và Kỳ Lân cầm tấm da này, nguyên tấm da con cá sấu hoàn thiện này để giới thiệu một siêu phẩm mà Kỳ Lân mới vừa hoàn thiện. Về con da này thì Kỳ Lân có một cặp, tức là hai con, và một con thì được khách hàng đặt đôi dép này. Đây, nhìn sơ qua con da nguyên bản đã thuộc xong như vậy, chúng ta sẽ không hình dung được sẽ làm được cái gì, đúng không? Và cũng không hình dung được độ đẹp nó tuyệt vời như thế nào, chỉ thấy là đẹp thôi. Nhưng đẹp thực sự sau khi lên những sản phẩm như vậy. Đây là một đôi dép và được thực hiện theo yêu cầu của khách hàng. Và nếu như quý khách nào có nhu cầu về những sản phẩm tiếp theo như là túi xách, bóp ví, nón mũ, dây thắt lưng, áo khoác da vân vân, tất cả những cái bằng da cá sấu thuộc của công ty chuyên thuộc da và cá sấu sống sinh sống tại vùng Amazon nhập khẩu này, thì hãy liên hệ với Kỳ Lân. Kỳ Lân sẽ thực hiện tất cả những yêu cầu, những ý tưởng đó thành những sản phẩm hoàn thiện như vậy. Và em hãy cầm giùm anh con cá sấu này để quý khách xem rõ ha. Anh đi chi tiết vào đôi dép này. Đôi dép này và mẫu dép này là một đôi dép mà unisex. Và một điều Kỳ Lân muốn gửi gắm với tất cả quý khách hàng nữa là tất cả sản phẩm này là handmade bởi Kỳ Lân Luxury. Vì vậy bất kỳ đôi chân nào to hay nhỏ, bất kỳ size gì cũng vừa. Bởi vì Kỳ Lân là handmade thủ công và hoàn toàn thủ công theo từng đôi bàn chân của quý khách. Và đặc biệt theo đo theo công thái học, đảm bảo với quý khách là nó sẽ vừa với từng bàn chân của quý khách. Rồi Kỳ Lân sẽ thử nha. Đôi này thì size 41 mà Kỳ Lân thì tới 41.5, hơn 41.5 lần. Cho nên là Kỳ Lân sẽ mang chặt không đẹp. Nó sẽ phù hợp và đẹp với những đôi bàn chân vừa khít. Thì đây là do khách hàng size 41 thì Kỳ Lân size khác nên không thể mang đúng như vậy được. Phải nhờ đôi bàn chân của quý khách đó thì mới đẹp được. Và quý khách nào có nhu cầu thì Kỳ Lân sẽ làm đúng size của cho quý khách luôn. Kỳ Lân mang trước xong rồi tới bạn nữ sẽ mang giùm. Đây. Và để chứng minh cho lời Kỳ Lân nói là unisex được và unisex rất đẹp, thì Kỳ Lân xin phép mời bạn nữ ra phụ mang giùm anh. Quý khách hãy xem bạn nữ mang vào sẽ thấy được nó đẹp, và Kỳ Lân mang cũng đẹp, cả nam đẹp, nữ đẹp, nói chung ai mang cũng đẹp về mẫu này, kiểu da và chất da này cũng đẹp nữa. Và ngoài ra có rất nhiều mẫu da khác có sẵn tại showroom, rất nhiều. Vâng, và bạn nữ này thì mang dép size 39 mà đôi này là 41, cũng rộng hơn so với chân của bạn, và hồi nãy Kỳ Lân thì lại chặt hơn so với chân của Kỳ Lân, bởi vì đôi dép này là làm theo đơn đặt hàng của khách hàng và đúng size của khách hàng. Mặc dù Kỳ Lân mang chặt, mặc dù bạn nữ mang rộng nhưng và vẫn rất đẹp, bởi vì kiểu dáng này đẹp và cái chất da này nó rất là đẹp, đặc biệt là màu sắc. Và trên đôi dép sẽ có hai cái logo này, logo vương miện, logo biểu trưng của sự cao sang, sang trọng và quyền lực, logo vương miện. Và trên cái logo vương miện này, trong logo vương miện này sẽ có 3 viên kim cương thiên nhiên, và thân vương miện là bằng vàng đúc, bằng khối đúc ra, bằng 18 AU 50. Vâng, và như vậy Kỳ Lân đã giới thiệu chi tiết về đôi dép rất đẹp này rồi, và mẫu dép rất đẹp này rồi, về những cái da rất đẹp và rất sang trọng này rồi. Kỳ Lân cảm ơn tất cả các khách đã quan tâm, đã ủng hộ, đã đồng hành cùng Kỳ Lân Luxury.
Kỳ Lân chúc tất cả quý khách thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và luôn thành công. Và để ủng hộ Kỳ Lân hơn nữa thì xin mời quý khách hãy subscribe, đăng ký kênh YouTube của Kỳ Lân cũng như là like, theo dõi trang fanpage của Kỳ Lân để cập nhật nhiều video về những dòng sản phẩm hấp dẫn đẳng cấp đỉnh cao trong thời gian sắp tới nha. Hoặc quý khách có thể truy cập trực tiếp vào website kylanluxury.com để xem những danh mục những sản phẩm của Kỳ Lân. Một lần nữa, Kỳ Lân trân trọng biết ơn, cảm ơn và chào tạm biệt. Hẹn gặp lại tất cả quý khách ở những video tiếp theo.